nó lá nó cũng có nhọn nhưng mà nó có hộp, có một hai lá nhọn nó không có ấy không à, rồi anh lãi bỏ mấy lá nhọn ít á. Thời điểm mà khu vực Đông Nam Bộ của mình bị áp thấp làm ảnh hưởng tới cái quá trình xử lý ra hoa, là một số vườn ra thì toàn là cái mầm lá, không chỉ diễn ra trên giống món thon đâu bà con. Đối với cái giống bản địa giống như ghi sáo vẫn xuất hiện. Thời điểm bà con mình phải lưu tâm đối với khu vực miền Tây luôn là dở bạc ra xong thì bà con mình phải tưới dùm ví dụ một cử thuốc bệnh. Huyền Nhi kính chào quý khán giả, kính chào quý nhà vườn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube An Phát Nông Càng Rái. Bà con thân mến, bông phướng, bông gió là những tên gọi mà nhà vườn đặt cho biểu hiện sầu riêng ra bông kèm theo lá. Và trong vụ sầu riêng nghịch năm nay thì tình trạng này xuất hiện rất là nhiều, gây cảm giác khó chịu cho bà con. Vâng, và đứng trước tình trạng sầu riêng ra bông lá thì biện pháp cải thiện là lãi bỏ hay là có một giải pháp tác động nào khác? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong đoạn phóng sự ngày hôm nay đến vườn sầu riêng của anh Toàn tại Cồn Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang nhé. Mất vài phút để qua phà Hiệp Đức, anh em đến được với cù lao Tân Phong, Cai Lậy, Tiền Giang. Áng mây xanh và dải nắng vàng đang chiếu rọi không gian, không ồn ào, không vội vã, cảnh vật nơi đây thật yên bình. Nổi tiếng với nhiều loại cây ăn trái mát ngọt, nhưng năm nay là lần đầu tiên anh Toàn xử lý làm bông cho vườn sầu riêng ri sáu. Nghe anh tâm sự mà chúng tôi thấy thương lắm, anh nói. Nhỏ tới lớn nhà có ai làm sầu riêng đâu, làm liều trong đại, rồi mỗi người chỉ một chút mình làm theo, tới hồi làm bông thì kêu mấy đứa lên hỗ trợ. Tình cờ biết nhưng anh Toàn rất thích quy trình An Phát Nông ở chỗ chia thành từng giai đoạn và rõ ràng các bước, nên những người mới như anh rất dễ theo dõi. Trải qua mấy lần tạo mầm rồi kích mắt cua, cuối cùng bông đã ra đủ và quá trình dở bạc được tiến hành xong vào chiều hôm qua. Anh là Nguyễn Thanh Toàn, địa chỉ là ấp Tân Thái, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Anh thì trồng ghi sáo mà rồi nó được 4 năm mấy rồi, 4 năm rưỡi rồi. Mới làm đầu tiên á. Anh thì thấy lên YouTube thấy công ty thì nó giới thiệu hỗ trợ kỹ thuật đồ, anh mới kêu Phi Hùng làm, chứ anh cũng đâu có gành dù bên cái ấy đâu, mà đâu có ai đâu để chỉ dạy. À, vậy mình mới theo cái bước, từ bước mình đi làm. Thì dễ đưa ra thì từng quy trình, từ cử phun là anh cũng biết. Hồi nào nắng phả mồ hôi, tới chừng đầy bạc, nước nồi tràn bờ. Không dễ dàng gì mà có được luống bông nhiều và khỏe như hiện tại. Anh Toàn nhớ lại khoảng ngày đầu đầy bạc, lúc đó nắng vẫn còn ngon. Đang yên đang lành đợi mầm hoa nhú ra thì điều bất ngờ ập đến. Anh Toàn kể, áp thấp tới, mưa hoài không dứt, cây đang rủ lá rồi tỉnh lại luôn. Luống mắt cua hồi đầu cũng vì thế mà rơi vào trạng thái lưỡng lự. Càng lớn thì hình dáng bông càng ngộ. Thấy chuyện lạ, anh Toàn gọi ngay cho anh em rồi nói, lá nhiều mà hột ít, kiểu này sợ yếu sinh lý quá mấy đứa. Nghe chẩn đoán sơ bộ của anh Toàn, anh em phần nào đoán được đây là tình trạng bông lá trên cây sầu riêng. Bà con thân mến, trong cái khâu xử lý nghịch mùa năm nay đó bà con, thì Phi Hùng ghi nhận được những cái trường hợp nó bất khả kháng lắm bà con. Thật sự Phi Hùng cũng chia sẻ thiệt, đối với cái khâu mà làm bông năm nay, đặc biệt là cổ cuối tháng 5 hoặc là cổ trong tháng 6, thì bà con mình thấy đi, cái khoảng ngày nắng nó đâu có nhiều đâu, rơi vào những cái thời điểm mà khu vực Đông Nam Bộ của mình bị áp thấp làm ảnh hưởng tới cái quá trình xử lý ra hoa. Và đặc biệt nha bà con, trong cái bối cảnh mưa nhiều như thế này thì cái trường hợp sầu riêng của mình ra bông chậm nè, xong rồi cái mắt cua của mình nó mất, hoặc là một số vườn ra thì toàn là cái mầm lá. Mà năm nay thì cái hiện tượng mầm lá không chỉ diễn ra trên giống món thon đâu bà con, đối với cái giống bản địa giống như ghi sáo vẫn xuất hiện nha bà con. Thì ở đây Vi Hùng gửi tới bà con mình một số thông tin về cái hiện tượng này. Thì mầm lá là gì? Thì đây là một cái thuật ngữ hoặc là một cái cụm từ để diễn tả là những cái mầm của mình ra nó không có cơ chế hình thành được cái bông bà con. Có nghĩa là mình thấy cái mầm nó sáng như vậy, nhưng mà sau này mình đưa dinh dưỡng vào, mình kéo ra thì nó ra những cặp lá. Đây là một trong những cái hiện tượng mà khi xuất hiện trên vườn của mình thì tỷ lệ bông nè,
chất lượng bông nó sẽ đi xuống mà con. Phi Hùng thấy được năm nay đối với giống ghi sáo nó vẫn xuất hiện nhiều, và đặc biệt một số cái mô típ sơ về cái đặc điểm để bà con mình quan sát. Thì đối với giai đoạn này bà con mình phải quan sát giúp Phi Hùng kỹ ở giai đoạn mầm, tại vì nếu mà giai đoạn mầm mà xuất hiện mầm lá nhiều, bà con mình không quan sát kỹ, bà con mình đưa dinh dưỡng kéo ra thì lúc này nó chỉ ra những cặp lá thôi, làm cho cái việc mà mình chăm sóc bông nó không diễn ra hoàn hảo bà con. Thứ nhất là về cái thời điểm xuất hiện, đối với cái giống sầu riêng á, thì giai đoạn bà con mình lên bắt lo xong 10 tới 12 ngày sẽ là thời điểm xuất hiện những cái mầm trên cái cành của mình. Thì ở giai đoạn này bà con mình phải quan sát là những cái mầm hoặc là những cái mắt cua của mình xuất hiện về cái hình dáng nó có tròn hay không, nó có bầu hay không. Nếu mà trường hợp nó xuất hiện ra nó tròn nó bầu thì đây là một trong những cái mô típ sơ để mình quan sát được là mầm thật. Còn nếu trường hợp mà mầm trong vườn của mình ra nó nhọn, và sau khi bà con mình thấy 2 tới 3 ngày sau nó phát triển luôn, nó cứ nhọn hoài, thì đây là một trong những cái hiện tượng thiên về cái mầm lá ha bà con. Thì để chuẩn đoán thì ở đây Phi Hùng xin đưa ra những cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là về cái lượng đạm và lượng nước năm nay. Một số nhà vườn mình thấy cái giống ghi sáo nó ít ham nước, nó không có lấy đạm nhiều như mẫn thon. Nhưng mà về bản chất, khi xử lý ra hoa, bà con mình phải triệt khô giúp Phi Hùng về nước ở phần gốc. Và một cái như thế này nữa bà con, đối với giống ghi sáo thì khi bà con mình ứng dụng những cái chế phẩm phun tạo mầm thì bà con mình phải cân đối giữa nguyên tố NPK, đặc biệt là bà con mình hạn chế dùng những chế phẩm phun qua lá mà có đạm cao, thì khi dư đạm rồi cũng là một cái cơ chế để chuyển đổi trạng thái mầm của mình. Và yếu tố thứ hai là về cái vấn đề đi đọt của cây sầu riêng. Trong cái quá trình mà bà con mình lên bắt lo xong, nếu mà cây sầu riêng mình có bể đọt dù ghi sáo hay mẫn thon thì đây cũng là một cái nguyên nhân nguy hiểm để làm ảnh hưởng tới tỷ lệ mầm trong vườn của mình. Và một cái nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân cuối cùng thì thiên về các thao tác bà con mình xử lý ở phần gốc. Thì ở đây nhiều nhà vườn mình thấy là đã đạt đủ cái số lượng mắc cua rồi mà bà con mình dỡ bạc hơi sớm một xíu, bà con mình đưa nước, hoặc là khi bà con mình dỡ bạc chưa kịp đưa dinh dưỡng mà mưa dao động từ 2 tới 3 ngày thì lúc này cái cơ chế chuyển mầm trong cây nó sẽ được kích hoạt, dẫn đến cái hiện tượng là ra mầm lá trong vườn của mình. Bông lá tức tình trạng ra bông kèm theo lá. Các lá này không có ý nghĩa trong quang hợp mà còn cạnh tranh dinh dưỡng với bông, làm bông nhỏ, ốm yếu và lá có thể cản trở sự thụ phấn sau này. Đặc thù do giống và một phần bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Thường do thời gian khô hạn không đủ, cây lấy được nước và phân đạm trong quá trình ra hoa, từ đó sinh sản không hoàn hảo mà bị lai với sinh trưởng. Với tình huống này, anh em đề xuất với anh Toàn công thức chuyển mầm gió bằng Baby 247 và Nano K cộng. Sau một lần phun xịt, đến nay kết quả bông sáng, đầu tròn và phần lá bám xung quanh đã bị rụng. Từ đó phần nào chứng minh được hiệu quả của bộ giải pháp này mang lại. Và để khắc phục hiện tượng này thì cái bộ Baby cộng với Nano K cộng đã được bà con mình ứng dụng rất là nhiều từ khu vực miền Tây nè, rồi Tây Ninh, Bình Phước và khu vực miền Đông Tây Nguyên đã ứng dụng rất là nhiều bà con. Ở đây Phi Hùng cũng xin nhắc nhớ bà con mình thôi, hai chai Maybe cộng với một chai Nano K cộng. Đặc biệt là nãy Phi Hùng nói bà con là cái thời điểm bà con mình lên bắt lo 10 tới 12 ngày, lúc này giai đoạn cái mầm nó xuất hiện rồi. Nếu mà trường hợp của mình rơi vào mầm lá thì bà con mình phun ở giai đoạn này là tối hảo nhất. Và một cái ưu điểm như thế này, khi bà con mình dùng cái bộ giải pháp này thì cứ tự tin phun bà con, nó không ảnh hưởng tới những cái bông đã xuất hiện rồi, mà nó hỗ trợ quá trình thúc đẩy những cái mầm mà đang ở giai đoạn ngủ á, hay là bà con mình gọi là miên dạng, sẽ thức dậy và hình thành cái bông, tăng số lượng bông trong vườn của mình. Phi Hùng tin rằng đối với bộ giải pháp này nhà vườn đã ứng dụng rồi thì về cái số lượng bông nè, về chất lượng bông sẽ được cải thiện theo một hướng tích cực nhất. Trong chế phẩm Nano K cộng chứa hàm lượng kali hữu hiệu cao, có tác dụng ức chế phần đạm thừa trong cây và giúp quá trình phân bông được rõ ràng hơn. Đặc biệt Nano K cộng không chứa nguyên tố cờ lo, vì thế không sợ làm cháy lá như các sản phẩm kali truyền thống. Sự thành công còn đến từ chai Maybe 247 là dòng điều hòa sinh trưởng tiên tiến, góp phần chuyển đổi gibberellin nội sinh thành lân hữu hiệu. Do đó dễ thấy khi phun bộ đôi này xong, bên cạnh chuyển bông lá thành bông thật thì nó còn mang hiệu ứng đứng đọt và sáng mầm ngủ. Bà con thân mến, như vậy thì tình trạng sầu riêng ra bông kèm theo lá hoàn toàn có thể khắc phục được bằng giải pháp là một chai Nano K cộng và hai chai Maybe 247.
Và anh Toàn thì trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thời điểm hiện tại cũng đã đến kỳ giảo bạc rồi. Và theo quan sát thì một số cây trong vườn đã xuất hiện cái biểu hiện là cháy lá. Và thời điểm giảo bạc xong cũng là lúc mà anh phải tính toán đến khâu khắc phục tình trạng này. Và cụ thể các bước là gì, xin mời bà con hãy cùng theo dõi ở phần tiếp theo nhé. Vườn anh Toàn giở bạc xong lúc chiều hôm qua, sáng nay anh em ghé thăm vẫn còn thấy rõ những mảng rong rêu xanh nhớt phủ kín ở phần gốc. Chắc hẳn nó phải chịu cảnh ngột ngạt dưới tấm bạc nhiều ngày. Hiện anh đã đưa nước lại vào mương, định chiều nay sẽ nhấp nước tưới lại cho cây. Khi được no nước, phần nhựa trong cây sẽ di chuyển mượt mà hơn, tốc độ lớn của bông cũng vì thế được đẩy nhanh. Tuy nhiên, một số cây trong vườn đã chớm có biểu hiện đầu tiên của cháy lá. Ban đầu chỉ là chấm nhỏ ở phần chớp, nhưng nếu không ngăn chặn sớm, chúng có thể lấn sâu vào phiến lá và làm giảm diện tích quang học của cây. Qua đây dở bạc xong và tưới bệnh là thao tác được ưu tiên tiến hành trước khi mồi dinh dưỡng lại cho cây sầu riêng à nghe. Sau khi mà mình dở bạc xong đó bà con, thì Phi Hùng nhắc nhớ bà con mình nhiều rồi. Thứ nhất, nếu mà mình có dụng cụ kiểm tra pH thì mình phải ưu tiên kiểm tra pH giúp Phi Hùng. Thì vì trong cái quá trình mà bà con mình xử lý nghịch vụ, bà con mình đã đưa cây sầu riêng vào cái sự khô hạn, thì khi sự khô hạn xảy ra kèm theo cái điều kiện ém khí thì mật số vi sinh vật gây hại nó sẽ nhân lên rất là nhiều nha bà con. Nên sau khi bà con mình dở bạc xong, thứ nhất mình phải kiểm tra pH, và thứ hai sau khi pH mình ổn định thì bà con mình phải tiến hành một cái cử là mình tưới thuốc bệnh. Thật sự đây là một trong những cái thời điểm bà con mình phải lưu tâm đối với khu vực miền Tây luôn, là dở bạc ra xong thì bà con mình phải tưới giùm Phi Hùng một cử thuốc bệnh đối với cái cây sầu riêng giai đoạn này đó bà con. Nếu mà mình quên đi cử này mà mình đưa dinh dưỡng vô luôn thì bà con mình thấy như ý đầu Phi Hùng có chia sẻ đó, mật số vi sinh vật gây hại nó rất là nhiều. Nó sẽ mượn cái nguồn dinh dưỡng này để nhân mật số tấn công vào bộ rễ của cây sầu riêng. Một khi cây sầu riêng đã bị rễ đen nè, xong rồi tụt đầu rễ, và nếu một số nhà vườn mình kỹ tính hơn, mình kiểm tra coi cây sầu riêng có bị tuyến trùng hay không. Nếu mà xuất hiện ở giai đoạn này thì giai đoạn sau bà con mình thấy đi, bộ rễ đã yếu rồi, không hấp thu được dinh dưỡng, thì về vấn đề trái lá, về vấn đề nuôi bông nó không lớn, và ngay cả giai đoạn nhà trái bị ảnh hưởng nó sẽ xảy ra nha bà con. Và thực tế như anh Toàn có chia sẻ một số cái cây sầu riêng ở vị trí đặc biệt á, lúc đầu Vi Hùng cũng kiểm tra pH là nó cũng nằm ở cái ngưỡng rất là thấp, đã cho tưới một cử hữu cơ để dặn lại rồi, nhưng mà sau khi mà mình dở bạc xong thì thấy cái hiện tượng trái lá nó vẫn lâm le. Thì ở đây Vi Hùng đã gợi ý tới anh Toàn là mình sẽ xử lý một cái cử thuốc bệnh. Thì cái liều lượng và cũng như cái chế phẩm thì bà con mình đã quen rồi, thì ở đây Vi Hùng nhắc nhớ thôi, 1 lít Iron 620 mình cộng với 2 gói Zebra, mình hòa cho 500 lít nước, và 500 lít nước này bà con mình tưới giùm Vi Hùng dao động từ 20 tới 25 gốc. Và lưu ý như thế này, đối với thao tác dở bạc xong thì bà con mình phải nhấp nước cân đối giúp Vi Hùng, tránh tình trạng bà con mình bỏ khô xong rồi bà con mình đưa thuốc bệnh xuống là không có được nha bà con. Trước khi tưới thuốc bệnh thì bà con mình đi nước sơ qua giúp Vi Hùng để cho đất nó có nước ẩm ẩm khi bà con mình đưa thuốc, tránh cái tình trạng nó thất thoát và cũng như tối ưu hóa cho cái việc quản lý bệnh. Và sau khi bà con mình đưa cái bệnh xong thì bỏ giùm Vi Hùng tầm khoảng 3 tới 5 ngày sau thì bắt buộc mình phải đưa lại một cử dinh dưỡng. Tại vì cây sầu riêng mình bị bỏ đói tầm khoảng hơn 20 ngày rồi bà con. Thì lúc này về cái cơ chế của bộ rễ đã kích hoạt lại rồi thì mình phải đưa một cử dinh dưỡng. Thì cái bộ giải pháp Ovigin Gold mình cộng với G3 sữa để hỗ trợ quá trình kéo bông kéo đọt năm nay bà con mình ứng dụng rất là nhiều và cho phản hồi rất là tích cực. Phi Hùng vẫn cho anh Toàn mình tưới trên vườn này. Đối với những thao tác mà Phi Hùng đã chia sẻ với bà con mình thì ứng dụng được trên giống sầu riêng Nghi Sáo và Mẫn Thon luôn nha bà con. Mong rằng những cái thông tin mà Phi Hùng chia sẻ sẽ hỗ trợ quá trình chăm sóc cây sầu riêng trong bối cảnh hiện tại. Lần đầu nhìn thấy những luống mắc cua do chính bàn tay mình săn sóc, anh Toàn vừa hân hoan nhưng sâu thẳm trong lòng không tránh khỏi những lo lắng. Có cầu non cao cũng có đường trèo, đường dù hiểm nghèo cũng có lối đi. Tin rằng với những kế hoạch và từng bước của quy trình mà anh em chuyển giao sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp anh Toàn cũng như những bà con mới vào nghề có thể an toàn vượt qua các cột mốc trong vụ mùa này và mang về năng suất cao nhất nhé. Quý khán giả cùng quý nhà vườn thân mến, nhớ lại vụ sầu riêng năm ngoái thì tình trạng cháy lá diễn ra rất là trầm trọng. Do đó thì trong niên vụ sầu riêng năm nay, ngay từ khâu mà dở bạc xong thì bà con mình phải nhất định tính toán và quan tâm thật kỹ lưỡng đến việc phòng ngừa cháy lá. Và đó cũng chính là những lưu ý cuối cùng trong đoạn phóng sự kỳ này. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Huyền Nhi xin chúc bà con mình khoảng thời gian canh tác thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.